Thưa quý vị, Tết Trung Thu thường gắn với không khí vui tươi đầm ấm. Thế nhưng với trẻ em trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, còn nhiều khó khăn thiếu thốn, điều tưởng chừng đơn giản đôi khi lại trở nên xa vời. Để giúp trẻ em nơi này được đón mùa trăng tròn trọn vẹn, nhóm Phật tử Huệ Thảo đã đem yêu thương tổ chức một mùa Tết Trung Thu đặc biệt nơi địa đầu Tổ quốc. Phải mất gần 10 giờ đồng hồ di chuyển từ Quảng Ninh đến xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, Hà Giang, với cung đường khá xa và khó khăn. Nhưng khi chứng kiến nụ cười trên môi của các em nhỏ, mọi khó khăn, mệt nhọc, rào cản về khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa. Hàng trăm suất quà được nhóm Phật tử Huệ Thảo cẩn thận chuẩn bị trao tận tay các em. Tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa, ấm áp tình yêu thương, giúp các em thiếu nhi được tận hưởng mùa Trung Thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang cũng như các chùa trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức trao các phần quà ý nghĩa đến các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Một phần là để hỗ trợ cho các em về tinh thần trên trong cái khóa học vừa bắt đầu. Một phần nữa là để động viên cũng như là khích lệ các thầy cô giáo vững bước giảng dạy những con chữ trên vùng cao này, thêm cho các con phần nào đấy bớt đi khổ đau. Tại đơn vị trường học của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trung Nguyên ấy, thì lần đầu tiên được đoàn đến tổ chức Trung Thu, và trên tinh thần là được thông báo là được tổ chức thì các phụ huynh và học sinh rất là háo hức, rất là mong đợi được một cái Tết Trung Thu thật là ấm áp và san sẻ những cái nỗi niềm khó khăn đối với trường cũng như là tâm tư nguyện vọng của các thầy cô. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tiên Nguyên là một trong những trường khó khăn của huyện Quang Bình với hơn 300 em học sinh bán trú. Cuộc sống của các em nhỏ còn nhiều khó khăn. Bên cạnh những suất quà yêu thương, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hòa mình vào không khí sôi nổi, hào hứng, tham gia trò chơi, phá cỗ và rước đèn vui Tết Trung Thu. Con rất vui khi các thầy sư và các thầy cô đã đến và tặng quà cho con. Con hứa sẽ học thật giỏi để làm một người có ích. Nếu mà không có cái trung hội Phật giáo thì là đối với con, các cháu của chúng tôi ở cái vùng sâu này là trước nó rất khó khăn. Nhưng mà được ngày hôm nay thì là bản thân tôi cũng rất là vui mừng để cho cũng nhìn thấy là con tôi và cũng như các cháu ấy là tổ chức cái ngày Trung Thu hôm nay là rất là mừng luôn. Nhiều món quà ý nghĩa cũng là để cho kích động, phấn chấn để cho các cháu để học còn thành tích tốt hơn và cố gắng hơn. Có thể thấy rằng, việc tổ chức Tết Trung Thu hướng về vùng sâu, vùng xa là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự quan tâm, những món quà nhỏ đã mang tới cho trẻ em trên địa bàn huyện Quang Bình. Tết Trung Thu thật ấm áp, vui tươi, góp phần động viên các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong học tập.